Em xin kính chào quý thầy cô, em tên là Xuyên Nguyễn, mã số định danh của em là 23741129. Em sẽ rút ra bài học tâm đắc ngộ ra của em buổi thứ 95. Thì buổi 95 này thì thầy nhắc lại về cái tâm thế ban đầu của nhà quảng bá. Thì tâm thế ban đầu ở đây có thể thấy là mình ví dụ như là những cái người mà những người sống ở Nhật á, thì có một cái làng họ nghiên cứu rằng là cái làng đó sống rất là thọ. Thì cái bí quyết của họ là mỗi sớm mai họ thức dậy thì cái ngày đó giống như là một ngày khởi đầu cho họ. Thì họ sẽ tự hỏi rằng là ồ, ngày hôm nay là một ngày khởi đầu, mình cần phải làm cái gì, mình có kế hoạch gì, mình trân trọng biết ơn ngày hôm nay mình được thức dậy, mình được có thêm một ngày nữa để yêu thương, mình làm những công chuyện gì. Mọi thứ đều bắt đầu một ngày mới, một khởi đầu mới, một trang sử mới cho họ, và họ làm việc với một cái tâm thái là bắt đầu mọi thứ thì lúc nào cũng như mới vậy, thì làm sao có cái tuổi già hay gì đó trôi qua, cho nên lúc nào cũng như mới, như tươi, như trẻ. Thì cái mọi thứ, nếu chúng ta ví dụ như trong mối quan hệ, mọi mối quan hệ chúng ta đều trân trọng mình như là cái ngày đầu tiên, cái cảm giác mình có một đứa con ngày đầu tiên, chúng ta sẽ yêu thương, trân trọng, nâng niu, giữ gìn nó như là báu vật trên tay vậy, cho bú, cho ăn, cho uống, canh từng giờ, từng giấc, từng phút, từng giây luôn, để coi cái đứa bé có bị gì không, mình cần take care nó. Và mình rất là trân trọng biết ơn sự ra đời của con. Con đến với thế giới của mình ngày đầu tiên, bước đầu tiên, mình đã yêu quý, trân trọng, biết ơn con như thế nào. Và mãi cho tới về sau, cái tinh thần, cái sự chăm sóc của người mẹ cũng dành cho đứa con y chang như vậy. Lúc nào cũng lo lắng, cũng quý mến, cũng yêu thương, từ miếng ăn, giấc ngủ, thậm chí khi đứa bé đã lớn, đã trưởng thành, đã lập gia đình, cái sự quan tâm của người mẹ cũng y chang như vậy. Thì mọi cái tâm thái, mọi cái mối quan hệ chúng ta đều giữ như thuở ban đầu, thì chắc chắn là không có cái mối quan hệ nào mà gãy đổ hết. Đặc biệt là những cái mối quan hệ mà chúng ta thấy dễ bị gãy đổ nhất như hiện nay, đó là cái mối quan hệ về hôn nhân. Nếu chúng ta cũng trân trọng biết ơn cái người chồng, người vợ của mình như cái thuở ban đầu chúng ta gặp nhau, chúng ta yêu thương nhau, chúng ta e ấp, chúng ta nhường nhịn, chúng ta chăm sóc nhau, dành những cái điều tốt đẹp cho nhau, những cái cử chỉ chăm sóc, yêu thương, quan tâm cũng y chang như một đứa bé vậy. Từ miếng ăn, giấc ngủ, hỏi em ăn chưa, em làm gì, anh ăn chưa, anh ở đâu, anh làm gì, cái sự quan tâm của chúng ta, cái cảm xúc của chúng ta lúc nào cũng tươi mới, cũng như thuở ban đầu như vậy. Thì mình nghĩ là cái chuyện mà gãy đổ trong hôn nhân là rất khó có thể xảy ra nếu chúng ta lúc nào cũng giữ cái tâm thế trân trọng biết ơn, tôn trọng và quý mến nhau, đối đãi nhau như thuở ban đầu. Vậy thì trong công việc thì sao? Cũng tương tự như vậy. Trong công việc, ví dụ chúng ta nói rằng là một cái dự án không phải là cần là một ngày, hai ngày là xong sẽ thành công, mà là một cái dự án nó có thể kéo dài 30 năm, 40 năm, 50 năm. Vậy thì khi mà chúng ta khởi nghiệp 3 năm, 5 năm thì tất cả mọi thứ cũng là mới khởi đầu mà thôi. Cho nên làm việc với cái như thì chúng ta sẽ có cái sự đầu tư công sức, tiền bạc, trí tuệ và có sự sáng tạo. Chứ nếu mà chúng ta nói ồ, chúng ta đã thành công rồi, đã đạt được cái mục đích chúng ta đến rồi, thì chúng ta sẽ dễ rơi vào cái quá trình thành trụ bại diệt. Thì cái nhà quảng bá khi nhắc đi nhắc lại như vậy, với một cái tâm thế ban đầu của bất cứ cái việc gì, từ con người cho tới sản phẩm, thì mọi thứ chúng ta sẽ cái nguồn năng lượng đó nó sẽ giữ mãi, và chúng ta sẽ tiếp tục thành công, tiếp tục phát triển nhiều hơn, chứ không có dừng lại ở cái chỗ là đã thành công rồi. Thì từ từ cái năng lực của chúng ta sẽ giảm, chúng ta sẽ không mở rộng mối quan hệ,
không có nghĩ tới việc mở rộng tài chánh, đầu tư cái gì thêm, hay là sức khỏe của chúng ta nó sẽ cũng hưởng thụ, không có cái sự chăm sóc để mà giữ gìn sức khỏe cho cái công việc, thì chúng ta cũng dễ rơi vào cái vòng xoay của thành trụ bại diệt. Vậy thì khi mà đối với con chúng ta sẽ đưa những cái triết lý giáo dục tận gốc vào. Đối với con, ví dụ trong cái giai đoạn này, có thể những cái chương trình hoặc là những con người chúng ta trong cái cộng đồng quýt, có thể chúng ta chưa có giàu về vật chất, nhưng mà chúng ta làm giàu cái phi vật chất, đẩy mạnh cái phi vật chất, thì con cái chúng ta cũng vậy, chúng ta sẽ đưa những cái phi vật chất cho con cảm nhận, cho con hiểu được cái thế giới này, cái phi vật chất nó như thế nào. Thì từ đó, ví dụ như giờ giúp cho trẻ phát triển là năng lực, phẩm chất, nhân cách, trí tuệ, rất là nhiều trong những cái triết lý giáo dục tận gốc của quý, thì từ từ con chúng ta cũng sẽ, từ những cái năng lực mà có đó, con chúng ta sẽ làm nên cái vật chất đầy đủ cho con. Hay là chúng ta bồi dưỡng những cái điều đó, thì cái vật chất của chúng ta sẽ từ từ đầy đủ. Đối với giống như trong cái chương trình của quý, thì thầy sẽ đưa ra biến những cái tài chánh đó, những cái tài chánh nó thành thông tin. Thì chúng ta nắm bắt những cái thông tin, cái khái niệm nguồn như vậy, thì từ cái đó chúng ta sẽ biến nó thành vật chất. Có ba cái điều các bạn cần lưu ý. Thứ nhất là trong bất kỳ công việc gì chúng ta làm, chúng ta không có thể nói khó. Ví dụ nó khó quá thì mình đâu làm, đúng không? Ví dụ mình ra mình mở một cái nhà hàng, mình nói ô phải đi build nhà hàng, phải đi xây dựng, phải đi học nghề, rồi phải đi kiếm người, rồi đào tạo, rồi các cái khâu chuẩn bị mướn người sao, rồi set up bên ngoài như thế nào, phép set up phòng bếp ra sao, phải có những cái quy trình xử lý dầu mỡ, phải có hầm rồi này kia, rồi phải lên bo, phải học, phải thi lấy bằng, rồi rất là nhiều cái thứ chúng ta nói thôi, rồi khách hàng kiếm ở đâu, rồi có nhiều cái việc khác chi phối, rồi tài chánh, rồi kế toán, ai làm những cái khâu đó, quá nhiều việc khó quá, thì chúng ta không có thể tiếp tục làm cho nó thành công. Có thể khó quá chúng ta sẽ bỏ luôn. Còn nếu mà nó dễ quá thì chúng ta chưa làm cái thực tế, chúng ta chỉ đi học đi ra chiêm nghiệm, nó dễ quá thì cũng không đúng. Thì cách tốt nhất cũng chúng ta nói là đơn giản để làm, mình giải quyết từng khâu, mình nói đơn giản để làm. Và cái điều là khi chúng ta làm thì làm với cái tâm thái như thuở ban đầu, như mới. Ví dụ như cuộc sống hôn nhân là chúng tôi mới trải qua có 15-20 năm cuộc sống hôn nhân thôi, tức là chúng ta mới ha, cái chương mới mới bắt đầu, chúng ta còn tới 30 năm 40 năm 50 năm, thậm chí là người ta hay nói là 100 năm đó. Hoặc là mới như ngày nào, mới gặp đây mà sao tưởng tượng như là đã xa nhau rất nhiều rất lâu, chúng ta rất là nhớ nhau, thì có thể dùng là mới bắt đầu, như là và đơn giản làm. Đó là cái ba cái từ được em học ngày hôm nay của thầy. Rất cảm ơn bài chia sẻ của thầy ạ.